thì chỉ được nhận gift code một lần thôi. Ví dụ các bạn mà đã nhập rồi thì sẽ không được nhập lại nữa các bạn nhé. Còn các bạn mà đăng ký mới thì chắc chắn là các bạn nhận được, kể cả các bạn không nạp tiền các bạn cũng nhận được code nhá, không phải là bắt buộc phải nạp tiền đâu. Các bạn không nạp tiền, các bạn chỉ cần liên kết ngân hàng cho mình thôi là các bạn nhận được code rồi nhá. Đó, và bước đầu tiên thì bạn sẽ tải game qua link của mình, và bước thứ hai các bạn sẽ vào cho mình phần đổi thưởng này. Các bạn sẽ liên kết cho mình cái ngân hàng của bạn vào nhá, nhấn phần thêm tài khoản này, liên kết ngân hàng của bạn vào, và sau khi các bạn liên kết ngân hàng thành công, các bạn sẽ tham gia cho mình cái nhóm Telegram mình để dưới phần mô tả của video, và các bạn sẽ gửi cho mình cái ID game của bạn vào đó để người ta check các bạn nhá. Đó, ở đây thì ID game của mình này. Đấy, các bạn phải gửi cái ID game của bạn vào cho người ta check, được chưa? Thì nếu mà chuẩn ID của bạn mà tải game lần đầu đấy và chưa nhập code lần nào thì bạn sẽ được nhận thôi. Đó, ok. Và mình không biết là anh em tạm nhường nick thì có được nhận code không, cái này thì mình chưa thử nhá. Nhưng mà lần đầu tải game lần đầu là chắc chắn sẽ được nhận code, và code thì có giá trị từ 20 cho đến 100k tùy vào độ may mắn của bạn nữa nhá. Ok, thì hiện tại mình đã nhập code rồi, cho bây giờ mình sẽ không nhập lại được nữa. Tuy nhiên ở trên Gaming Bot này thì mình thấy nó có khá là nhiều cái hay ho. Ví dụ như điểm danh ấy, được tầm gần 300 luôn này. Đấy, ngon không? Tiếp theo là phần hoàn trả nạp này nhá. Phần hoàn trả nạp này cũng cực kỳ ngon luôn, mình sẽ bảo mình nhận cho anh em xem này. Đấy, hoạt động hoàn trả nạp tiền này, nhận triệu mốt này. Đấy, các bạn thấy không? Ngon không? Rồi còn một số phần khác như phần vòng quay này. Đấy, vòng quay mình đang có khoảng tầm 700.000 điểm này. Bây giờ mình mà quay cũng được sơ sơ khoảng tầm 30 lượt quay kim cương, mỗi lượt được 800 cũng được tầm khoảng 3 triệu các bạn, rất là ngon luôn nhá. Nhưng mà thôi, vì thời lượng của video không cho phép cho nên mình sẽ không quay các bạn nhá. Giờ thì mình sẽ vào poker lật bài để mình chơi. Đấy. Ok, hôm nay thì cố gắng kiếm lên tầm 100m đối với con lật bài này, không biết có được không nhỉ? À, mình mới đổi tên thành Lão Hạc các bạn. Đó, còn tên của mình là Phú cơ. Đấy, hôm nay thử đổi thành Lão Hạc xem là có may mắn không các bạn nhá. Nhiều khi thì mình thấy, mình không biết nhá, nhưng mình thấy có một số người mà gọi là cao thủ trên những cái bộ môn tài xỉu, những cái game bài ấy, thì người ta thường đổi tên các bạn nhá. Người ta thường đổi tên sau một thời gian mà kiểu bị game soi quá thì người ta sẽ đổi tên. Nhưng mình cũng không chắc, tại vì là ở đây nó có cái ID game mà các bạn. Nếu mà nó soi vào mình thì nó cứ soi theo ID game thôi, chứ cũng không hẳn là anh em đổi tên là thoát được đâu các bạn nhá. Đó, cái này thì đổi cho vui thì được, chứ còn mình nghĩ đổi tên mà thoát được sự soi của nhà cái thì người ta sập từ lâu rồi anh em ạ, thực sự luôn. Game chắc chắn là nó sẽ phải soi thì nó mới có tiền nó duy trì anh em nhá. Nhưng mà tất nhiên là không phải là nó soi anh em hôm nào nó cũng soi, mà có hôm nó soi anh em, có hôm nó lại soi người khác các bạn nhá, chứ không phải là hôm nào nó cũng soi anh em đâu. Ok, 30 dưới này. Toang anh em ạ, như vậy là toang luôn, chẳng còn có mỗi cái nịt thôi anh em ạ. Hôm nay mình mục tiêu đánh được 100m mà như này là không ổn rồi. Tuy nhiên là các bạn nhận code nhá, thì các bạn vào các bạn đánh đủ min rút là các bạn rút được tiền thôi, không cần phải nạp tiền các bạn nha. Đó, như những game khác thì nó bắt anh em nạp tiền thì anh em mới có thể là được rút tiền, nhưng mà đối với game này thì không, anh em cứ nhận code đi là anh em rút được tiền ngon lành luôn anh em ạ. Nhận code chơi thắng lên tầm 100. Con game này thì min rút là 100 các bạn nhá. Đó, các bạn phải lên 100 các bạn mới rút được tiền, được chưa? 5 dưới này, ok vẫn gãy này. 4 dưới cái nữa này, ok vẫn gãy này. 8 dưới này, 7 trên này. Nhận luôn các bạn nhá, 46 triệu. Đánh từ nãy giờ nhưng mà cảm giác là tiền nó cứ loanh quanh ở 40 50 triệu, không phất lên được 60 triệu, không phất lên được một chút nào anh em ạ, cảm giác là không ổn rồi. 6 liều quả dưới các bạn nhá. Liều quả dưới hay trên? Dưới đi. Đôi 6 thì chịu, 7 liều tiếp quả dưới này, 2 trên này, 8 dưới này, 2 trên này, K dưới này. 9 nhận luôn này, lên 48 này các bạn, cứ lên tầm khoảng 50 là lại tụt một phát một mạch luôn anh em ạ. Di dưới này. Ok, lên được 52 rồi, mình sẽ cố gắng đánh lên tầm 100m các bạn nhá. 55 này, đấy 55 khá là tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ liều trên luôn này, đấy ăn được con ca tuyệt vời. Ui rồi ôi, không ngờ ca nó lại về thêm cho quả át nữa thì đúng là vá hết cả đầu anh em ạ, thực sự luôn. Rồi 10 dưới này, 9 trên này. Không được rồi, mình định bắt ngược gọi là hack não nhà cái cơ anh em ạ. Nhưng mà không ổn cho lắm. Pha này thì ổn luôn này, 55 này. Đó, 7 dưới này. Ăn luôn này, 58 này. 10 trên này. Đôi 10 thì chịu. Mình riêng đôi là không bắt được các bạn nhá. Chỉ bắt được trên hoặc dưới thôi, không bắt được đôi anh em ạ. Khó thực sự luôn. Thôi, mình chuyển sang long hổ mình đánh cho nhanh các bạn nhá. Chỉ còn đánh ở kia chắc cả mút mùa anh em ạ. Mình đang định vào hổ cơ nhưng mà không kịp thời gian. À may quá nha, ở ván này long về 2, tuy nhiên là hổ về 1 anh em ạ, về 1 điểm, về át là 1 điểm là thua. May quá anh em ơi. Rồi thì để mình xem nào, cầu này thì mình nghĩ là mình sẽ bắt hổ các bạn nha. Mình sẽ bắt hổ từ 5m đi. Khi nào thua thì mình sẽ gấp lên 10m, và thua nữa thì mình sẽ gấp lên 20m mình đánh các bạn nha. Đó, ok, hôm nay thì chủ yếu mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách nhận code. Đấy, nhiều anh em vẫn chưa biết cách nhận code như nào. Đấy, 6 ok ăn, tuyệt vời luôn này. Lên được bao nhiêu rồi? Lên được 55 nhá, tuyệt vời. Cầu này đang mình nghĩ đang cầu 22 các bạn.
Thôi chúng ta đánh Long Hổ đi, mình nghĩ có khi lại ngon hơn ấy. Vào đánh mấy cái tựa game kia nhiều khi lại bị soi. Mình thì mình thích cái trò Long Hổ này, đánh cực kỳ xanh chín luôn mà nó không trả tiền cược anh em ạ. Nhưng mà nhiều lúc nó không có cầu. Đấy, chúng ta chọn lúc nào một game có cầu chúng ta đánh nha. Ví dụ ván này thua 5m thì bây giờ mình sẽ gấp lên 10m, đơn giản luôn anh em ạ. Đơn giản như đan rổ mà. Ok, tay này mình sẽ gấp lên 10m nha, mình vẫn sẽ vào hổ. Ok, tay này thì tích vào luôn 15m anh em nhá. All in luôn một tay đi, một ăn cả ngã là chưa về không đâu, chỉ về khoảng 5 thôi các bạn nhá. Một ăn cả ngã về 5, còn 35m nữa mình đánh thêm tay nữa. Tay này thì khá là liều. Gãy rồi. Như vậy là những tay nào mà vào đánh với cái máu liều là gần như là gãy anh em ạ. Rồi còn 35m thì mình sẽ quất luôn tay cuối các bạn nhá. Quất luôn tay cuối để nghỉ này. Ok này. Rồi, ok, đây thì mình đã vào tổng là 35m rồi anh em ạ. Tay này chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn nhá, cùng chờ đợi mong là ăn được tay này anh em ạ. Còn tay này mà thua thì đúng là toang luôn. Thôi xong rồi, nhìn cái chỗ đang xem này là mình biết là số phận của mình thua rồi anh em ạ. Ok, như vậy là hôm nay là thua hết tiền. Đó, hôm nay là một hôm mà thua mất khoảng tầm 40 triệu. Thực sự luôn là cũng thua chuyện bình thường thôi. Chúng ta chơi game, những game bài như này thì có những lúc thắng cũng như là có những lúc thua đúng không anh em? Làm sao mà thắng mãi được. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn nha. Và nhắc lại là bạn nào muốn nhận code tựa game bài Binbot này, các bạn có thể tải game và nhận code thông qua link để dưới phần mô tả của video nha. Bye bye tất cả các bạn.